Đã có rất nhiều vụ tà chất bẩn diễn ra trong những năm qua. Có gia đình hướng chịu bom sơn bẩn đến 3 lần, sống trong bất an kéo dài hết năm này qua năm khác. Không chỉ dừng ở đó, các đối tượng còn nhắn tin đe dọa nạn nhân. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết phụ việc. Gia đình bà Trần Kim Loan, 59 tuổi, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bị tạt sơn và chất bẩn 3 lần. Hai lần đầu vào năm 2020, lần gần nhất là ngày 6 tháng 1 năm 2022. Theo camera an ninh phía cổng nhà ghi lại, hai người lạ mặt chở nhau bằng xe máy chạy dọc theo con hẻm rồi ném một vật về phía trước cổng nhà. Chỉ vài giây sau đó, theo một camera đặt bên hông nhà ghi nhận, hai đối tượng này lại tiếp tục ném bao sơn về phía ban công tầng 1 của căn nhà theo bà loan con gái của bà có làm ăn với một phụ nữ người này từng trực tiếp xông vào nhà đe dọa yêu cầu bà nói con mình trả tiền Ngoài ra, bà Loan còn thường xuyên nhận các tin nhắn có nội dung chửi bới đe dọa. Không chỉ bà Loan bị ám ảnh, hàng xóm của bà cũng chịu ảnh hưởng bởi những lần tạc sơn của những kẻ lạ mặt. Sau những lần tạc sơn, bà Loan được trình báo lên công an phường. Công an phường sau đó đã xuống lập biên bản ghi nhận sự việc. Gần đây nhất, bà cũng đã có đơn cầu cứu gửi lên công an thành phố Thủ Đức, trình bày sự việc bị tạc sơn và tin nhắn đe dọa nhiều lần.